nổ lớn tại nhà máy thép Dragon ở Hải Phòng làm cho một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố Hải Phòng đã điều động hàng chục nhân viên cùng với xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa và đưa các công nhân bị thương đi cấp cứu. Theo giới chức trách, vụ nổ khiến cho khoảng 11 người bị thương đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vietip Hải Phòng trong tình trạng bỏng nặng. Trong chiều cùng ngày, sau khi khống chế được đám cháy, cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể. Theo một giới chức của phường Quán Toan, sự việc xảy ra khi nhà máy này lần đầu tiên tổ chức vận hành sau thời gian sửa chữa và nâng cấp. Nhà máy thép Dragon trước đây vốn thuộc công ty thép Cửu Long. Theo xác minh ban đầu, công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long đã ngừng sản xuất kinh doanh trong nhiều năm. Đến ngày 7 tháng 12, công ty đưa lò luyện phế liệu vào hoạt động thử nghiệm nhưng không báo cáo cho các cơ quan chức năng và giới chức trách tại địa phương.